bài số 16 mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách để thao tác với jQuery. Thì bài số 16 này chúng ta sẽ thao tác với insert element vào trước một cái element, vào trước một element khác hoặc vào sau một element khác. Tương tự như một cái bài số 15, chúng ta append và prepend, thì tức là chúng ta thêm nội dung nào đấy vào đầu tiên, bắt cái điểm bắt đầu của cái nội dung của một phần tử. Nhưng đây chúng ta sẽ thêm vào trước của cái phần tử đấy. Chúng ta có hai cách, hai phương thức, đó là after và before. Thì after và before nó cho phép chúng ta thêm một phần tử HTML vào trước hoặc sau phần tử khác trong selector. Thì before là thêm vào trước, after là thêm vào sau. Bởi đối với before và đối với after thì nó có hai phương thức, before và insert before, thì nó giống hệt nhau nhưng nó khác nhau ở cái là insert before thì chúng ta sẽ phải trong cú pháp chúng ta sẽ phải thêm viết cái phần tử được insert, tức là cái nội dung insert vào trước và quyết định là sau. Còn before thì nội dung được insert sau và đích viết trước. Đó là cái sự khác nhau. After cũng tương tự như vậy. Vậy chúng ta sẽ demo thử cái này, như là bài trước chúng ta học về before và append và prepend. Thì chúng ta sẽ thêm một cái file HTML insert before after. Insert before after chúng ta sẽ thêm jQuery. Sau đó đây chúng ta sẽ cần phải có một số một cái file, số cái thẻ HTML để làm mẫu. Ở đây chúng ta sẽ áp dụng cái đầu tiên, đó là cái before. Ở đây chúng ta sẽ insert mỗi một cái div này, chúng ta insert một cái thẻ H3. Tutorial bằng trước chúng ta sử dụng insert before. Insert before vào cái set div, tức là mỗi cái div chúng ta đều thêm vào. Chúng ta sẽ thử nhìn xem. Đó, mỗi một cái div chúng ta đều thêm vào đằng trước. Vậy đằng sau là sao? Insert after thì nó sẽ thêm vào bên trong của đằng sau. Đó. Còn nếu mà chúng ta muốn đổi đảm lại thành after thôi thì chúng ta sẽ đảm lại như sau. Chúng ta sẽ chỗ này chúng ta sẽ là div, còn chỗ th3 này chúng ta sẽ để đúng là cái nó là chữ after. Như vậy có nghĩa là chúng ta sẽ để cái này bên đằng sau mỗi cái này. Kết quả tương tự before cũng vậy, chúng ta sẽ đảo ngược lại. Đó là bốn cái phương thức before và after để chúng ta có thể xem. Bạn có thể áp dụng cái này trong một cái thao tác DOM mà chúng ta cần phải insert một phần tử vào một phần tử khác ở trong trước hoặc sau một phần tử khác ở trong DOM. Đây là một cái ứng dụng, một cái thao tác chúng ta cũng rất hay là dùng. Đi song song với append và prepend. Append prepend là nội dung, append nội dung. Còn đây là append phần tử vào trước hoặc sau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.